Hello, chào mừng các bạn đến với tựa game Dragon City. Mình là Sunita đây. Và vì cái video trước, cái phần hướng dẫn cái xem liên hồi boost của mình á, nó bị lỗi đen thui, nên là bây giờ mình phải quay lại cái mới. Tại vì hôm bữa đó thì mình bật cái tab ẩn danh trong cái cốc cốc để mình quay các bạn ạ. Và khi mình quay đó thì nó bị lỗi các bạn ạ. Nên là bây giờ mình sẽ quay lại đây. Đầu tiên là chúng ta sẽ vào YouTube nha, YouTube, và các bạn tìm kênh của mình. Tại vì cái kênh của mình thì mình có để cái phần cái link hồi boost á ở cái phần mô tả các bạn. Rồi đây, nhấn vào cái tập 271 hay 272 hay là 73, 74 là nhầm, từ 70 đến 71 là đều có. Và các bạn chỉ cần nhấn vào cái nút mũi tên này nè để cho nó hiển thị ra cái gọi là cái đây là cái phần mô tả của cái video đó. Và trong cái phần mô tả đó thì mình có để cái link hồi boost đây các bạn ạ. Và nhấn link hồi boost. Rồi nhấn một phát. Nhấn một phát là nó chọn chọn cái mình cần mở mà. Thì nó sẽ ra cái trang link hồi boost nha. Và hiện tại thì mình đã đua được tới lab là 23. 23 các bạn ạ. Đây, mình sẽ chỉnh qua cái lab. Đây, mình đang ở lab 23. Đấy, và lab 23 thì mình đang ở cái lab 23 nút 4. Lớp 2 nút 4 là collecting good và collecting food. Thì hồi nãy mình đã collecting rồi, mình đã thu thập rồi các bạn. Và mình đã thu thập được 30 trên 60 và 14 trên 27. Và bây giờ mình vào mình thu thử. Nếu mà được vài item thì mình mừng vài item. Sau đó mình sẽ quay cái vòng quay may mắn để skip, để chúng ta cùng nhau tiếp tục đến lab là 23.5. Ở lab 23.5 này thì mình có thể break được là hai bông hai nhằm hai cành cây, và tiếp theo là đánh một 12 trận Buster. Rồi vậy thì mình thôi xong rồi ý, nó bị gì ta, nó bay lâu mất tiêu rồi. Rồi không hiểu tại sao hồi nãy mình nhắn cái gì tầm bậy cái nên cho người ta đã mất các bạn ạ. Và bây giờ mình chỉnh lại đây. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái lab 24. Ở lab 24 này thì sẽ có là lab 24 nút 1 là cho rồng ăn là 73 trên 83 và đợi 20 phút. Vậy thì mình cần quan tâm đến cái này nha. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ vào game luôn nè. Rồi vào game này các bạn ạ. Rồi ok, chúng ta cùng xem sự kiện mới nào. Và có một cái điều thì mình muốn nói là cái về vấn đề các bạn nhắn tin cho mình á, thì tại mình bận nên mình không thể trả lời được các tin nhắn của các bạn nha. Và các bạn xin lỗi, phải để các bạn phải chờ đợi. Và hy vọng là các bạn đừng có gọi qua cho mình nha. Các bạn có một vài bạn gọi cho mình đã chặn rồi nha. Và những ai gọi cho mình thì xin lỗi là mình đều sẽ chặn hết. Mình rất xin lỗi các bạn ạ. Tại vì mình không có mình tại vì mình đang chơi game mà bạn bạn gọi cái mình đích game ra là mình rất là bực mình, nên là mình chặn luôn rồi. Mình rất xin lỗi về về vấn đề đó. Rồi, và vấn đề này thì là Easter Event. Thì hôm qua mình đã nói rồi, đó là chúng ta sẽ thu thập những cái quả trứng này, những quả trứng trong cái sự kiện lễ phục sinh này, và sẽ đổi được những cái phần quà là VR Epic hay là Legend. Đấy. Và có hai sự kiện có trứng lượng các bạn, có hai sự kiện có trứng, và hiện tại thì đang diễn ra sự kiện này nha. Đấy. Mình thấy cái ngôi sao kìa. Hôm nay là Incoming Dragon. Là hiện tại trong shop đang bán rất là nhiều rồng Legend các bạn ạ. Để chúc mình vào shop xem thử. Và sự kiện Light Heritage thì chỉ còn 2 ngày nữa thôi nha các bạn. 2 ngày nữa. Hôm nay sẽ xuất hiện thêm một con Heritage. Và ngày mai sẽ xuất hiện thêm một con Heritage nữa các bạn. Rồi, và cũng có một sự kiện Heritage không kém phần nhân phẩm. Đó là về cái 100 game mua một cái rương. Trong này chứa tầm 400.000 phút và hên xui nhận được một con Heroic. Hên xui nha các bạn, không phải là 100% nhận được Heroic đâu. Và cái sự kiện Carnival Chase lại xuất hiện nữa rồi. Carnival Chase ở trong này thì chỉ có 20% thôi. Và thực chất thì ngày xưa mình mở không biết bao nhiêu hồn, nhưng mà toàn là ra, nói chung là ra ít rồng lắm. Rồi ok, đầu tiên thì không biết là mình tay cho mình thu thập phút cho nha. Rồi để trồng lại phát nữa để thu thập nè. Rồi tiếp theo là mình sẽ nhắn vào Harris đây các bạn. Như mình đã nói ở cái phần đầu hướng dẫn xem linh hồn boost,
thì mình đã đạt được là 10 14 trên 27 item food và 30 trên 60 item vàng. Đấy. Lên được một item vàng các bạn ạ. Item vàng hồi nhanh hơn. Ba item vàng luôn, 4 item vàng luôn. 5 item vàng luôn. 6 7 item vàng luôn. Ôi, dữ dữ hả? Gì đâu mà dữ hả? Mình nhấn nhầm vào đảo quảng cáo rồi. Ủa, sao gì đâu mà dữ ta? Hôm bao giờ mình ốp có vài phút thôi mà lên một lần 7 item vàng. Vậy mà thu trái cây giúp mình thu trái cây không lên. Đấy, lên một item trái cây rồi kìa các bạn. Đấy, lên một item trái cây rồi kìa. Rồi, ok. Chập nữa. À đây, cá vàng để thu đây. Rồi. Vậy là hết đát rồi. Vàng hết đát rồi các bạn. Hiện tại chưa lên item vàng nữa. Wow, cái mảnh thứ hai của cái trụ Property Store đã xuất hiện và mình chỉ còn hai mảnh nữa thôi nha bạn, hai mảnh nữa thôi. Cái trụ này sẽ sắp hoàn thành rồi. Chú phép sư vũ trụ có thể đắc đem đi quýnh mà đành phải đi xây trụ rồi các bạn. Mà các bạn thấy nay mình đã giành được nhiều vàng không? 300M rồi đấy các bạn, 300M rồi đấy. Rồi, cho mình thu hoạch cái đợt food nữa đi. Rồi chúng ta sẽ vào cái cây. Đây, vào cái cây Empower. Đây, hiện tại thì mình đã nâng cho chú Metal Titan lên 3 sao rồi các bạn ơi. Quá ngon. Đấy, Metal Titan 3 sao vàng. Ok, mình đã kịp chụp lại một khoảnh khắc khi nâng lên 3 sao vàng rồi. Và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục nâng cho một chú Titan nữa lên. Đây sẽ là chú War Titan lên lên 2 sao nha, và sau đó tiếp tục sẽ là chú Sea Titan lên 2 sao. Đấy, và sau khi nâng hết bài Titan này lên sao rồi thì mình sẽ nâng cho Discord Tower lên 5 sao nha các bạn. Rồi, ok, và cuộc đua chúng ta sẽ vào và gọi vào cái hòn đảo này để đi một vài bước đã. À đúng rồi, về cái hòn đảo này thì quên cái xem cái đường đi rồi. Đây mình lấy được con thỏ nè. Đấy, mở ra con thỏ rồi bây giờ mình sẽ đi lấy cái rương này. 150 game nào. Rồi hai game mà các bạn khá là nhỏ. Rồi mình sẽ đi cái tiếp theo để làm những cái trận đánh để từ từ mình lấy chú này. Này chú này hệ nước thì hệ điện các bạn ạ. Chập nữa thì gần hết video thì mình sẽ ra cái trang Dragon City New để xem thử là có cái hướng dẫn đi những cái con rồng này chưa, và lúc đó thì mình sẽ để lại ý kiến là các bạn nên sử dụng con để đi con nào nhé các bạn. Đừng đi theo mình, đi theo mình thì là nó không có hiệu quả đâu. Hiện quả trứng nào. Được một quả Emerald A các bạn. Được một quả thôi. Rồi cái tiếp theo. Lại là hai game các bạn ơi. Không biết là các bạn nào nhận được 150 game chưa? Nhân phẩm của mình các bạn như cũng không không có gì là bự lắm các bạn. Chưa ra được 150 game. Rồi, 20 mảnh con Angry Dragon. Con Angry Dragon có thể like được nha các bạn, có thể like được nên là 20 mảnh có thì cũng như là cho vui thôi. Cho nó chưa phải quý hiếm gì cả. Rồi, wow, cái rổ trứng kìa. Được 5 mảnh Candy Potter. Cái rổ trứng này mình nghĩ là sẽ ra một ngẫu nhiên một trong ba loại trứng. Mà ra loại trứng mà tím á thì là nhân phẩm quá cao. Nhân phẩm mình cao vậy sao? Hai quả trứng tím các bạn ơi, ngon đấy. Bị kẹt rồi, kẹt rồi thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chơi vòng quay may mắn. Như các bạn đang thấy thì ở cái lab 23.4, nếu mà mình finish nút thì mình phải tốn tới là 388 game, nhưng mà mình sẽ chơi là cái
vòng quay may mắn các bạn. Ở vòng quay may mắn này mình hy vọng mình sẽ tốn 40 game hoặc là 20 game. 20 game là cho cái này là sẽ qua nút luôn. À, mình hy vọng, rất là hy vọng các bạn. Ê, nhầm, xin lỗi các bạn, mình nhấn nhầm. Rồi, xin lỗi các bạn, mình phải tập trung năng lượng để canh cái này đến quay nha, nên mình không bình luận được nhiều nha. Rồi, mà đã quay rồi các bạn ơi, mình vừa tập trung năng lượng để quay. Rồi, các bạn thấy ngon không? Mission, một mission đã xong. Vậy thì bây giờ chỉ còn một cái thu hoạch vàng nữa thôi. Và nếu mình quay ra cái mission tiếp theo thì cái nút này Ishi game phải tập trung năng lượng, tập trung năng lượng nữa các bạn ơi, tập trung năng lượng lần nữa nè. Hy vọng là sẽ ra cái như hồi nãy nha. Rồi thôi xong, còn xíu nữa kìa, nát kìa. Ui, cay. Lần này mình sẽ hên xui một lần nữa. Nếu mà không được thì mình sẽ đợi, còn nếu được thì mình mừng. Tập trung là tập trung tinh thần lại lần nữa này. Rồi, hy vọng sẽ ổn, hy vọng sẽ ổn. Chi chi màn hình lại, chi màn hình lại. Wow. Rồi, ngay từ đầu mà nó trúng cái này là ngon rồi các bạn. Cái này là qua một cái lab luôn. Còn cái kia là hoàn thành một cái mission trong cái lab. Tức là trong cái lab 23.5 này thì nó có hai cái nhiệm vụ, có nghĩa là có hai mission. Mà vậy thì mình phải quay trúng hai lần mission thì mới được. Còn nếu mà mình trúng cái nãy luôn là mình hoàn thành cái lab 23.5 này luôn các bạn ạ. Rồi. Đấy, nhân phẩm đua Heroic cũng là nhân phẩm các bạn ạ. Tự game đầy tính kịch tính và nhân phẩm. Rồi, đi cây Dragon cơ hệ Primal này. Archetype. Rồi, xong. Wow, đánh mấy chú này thì lâu lắm. Nhưng mà đối với 20 game mà ra cái mission complete là xong ngay thôi. À, ok. Bây giờ mình sẽ đi kiếm kiếm hai cành cây. Hai cành cây nha các bạn. Đây, hai cành cây kiếm là rất là đơn giản. Các bạn hãy xem mình chơi combo đây. Combo kiếm hai cành cây. Rồi, ở chỗ này là ngọn núi đúng không? Là mô. Mô tình. Đó, hai con rồng mô tình của mình. Rồi, xong chỗ ngọn núi. Tiếp theo là chỗ cái cây. Ủa, cái cây cũng vậy luôn ạ. Tree. Không có. Không có, vậy mình ghi là cái cây. Mà lúc thì việc khó, lúc thì để tiếng Anh, mệt ghê đấy. Đây, cái cây. Rồi, ok. Ngồi đợi xíu nó xong nha. Trong thời gian đó thì chúng ta cùng nhau đi xem cái shop đang bán những cái con rồng nào. Rồi, nhấn vào chữ offer là biết ngay thôi. Godrus, Roshan, Easter, Betra, Super Speed, Skull, Bút Bạch Ti. Wow, ngon đấy. Zephyrus, Brawling, Red Demon. Con này mạnh đấy các bạn. Con này hầu mình thích lắm. Tại vì nó có thể Primal. Dexoran. Con này cũng ngon đấy. Dexoran. Nani, Holy Chest. Wow, nếu mà bây giờ mình có 12.000 game thì mình có thể chơi được con Holy Chest này 5 sao rồi. Nhưng đó là một cái điều ước mà ai cũng ước cả. Elusiver, Elusiver Dragon. Doggy, Doggy. Mighty, Mighty Sharp Dragon. Nó đang bán trong vòng mấy ngày đây ta? 22 giờ, chỉ 22 giờ thôi các bạn. Đi cây nè, ghê chưa, đang bán đi cây đó các bạn. S rank được bán khá là nhiều rồng legend và mình ấn tượng trong đó. Nhân phẩm tốt. Nhân phẩm tốt đúng các bạn. À, mình đang thấy nhân phẩm mình đang rất là cao nha.
Phát đầu tiên là ra cái cành cây rồi. Để coi thử, để chống mắt lên xem thử cái cành cây thứ hai bao giờ ra nha. Tại vì hồi nãy cái xem liên hợp bút á thì là cái cành cây sẽ là 2/6 nha các bạn, 2/6. Rồi, cố lên nào. À, tiếp này. Đấy, trời ơi, nhân phẩm cao quá rồi. À, tự tin mọi cái này. À, nào, nếu mà mình skip game là 326, nhưng mà mình sẽ chơi tiếp tục vòng quay may mắn. Xin lỗi các bạn, mình sẽ tập trung tinh thần nên không bình luận. Nào nào nào, cố lên nào. Ý da, ngấy game các bạn, ngấy game. Ok, mình đã hoàn thành được lớp 24 nha bạn. Game này là game nhân phẩm rồi. Mình đang thấy nhân phẩm mình rất cao, rất là hào hứng các bạn ạ. Các bạn thấy gì chưa? Ghét không? Ghét không? Ai, vui quá các bạn ơi, vui quá. Mình đã đạt được lớp 24. Và trong cái thời gian chạy từ lớp 1 đến lớp 24 thì tổng cộng cho đến thời điểm hiện tại thì mình đã tốn 1.000 game nha các bạn. Và lớp 24 thì xem như mình đã đi được một nửa cuộc hành trình của lớp 50. Và mình cảm ơn, mình rất cảm ơn các bạn nào chúc mình đạt được lớp 50. Và mình sẽ cố gắng lần này ráng lên lớp 50 cho các bạn xem. Rồi, ok, đã nhận được cái skin. Chút nữa lên hồi những người Dragon City gáy cái này. Rồi, ok. Chích chích tiêu, nãy nãy quên. Ôi, cái này lép này nhân 2 à. Cái này lép này cái gì nhân 2 vậy ta? À, 6, 6 triệu, 6 triệu, 6 triệu phút các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ đi cho rồng anh. Mà hồi nãy mình quên mất tiêu là cái linh hồn bút của cái cho rồng anh là cái gì rồi. À, nên là sao ta? Nên là bây giờ mình sẽ chạy qua cái chỗ máy tính. Bây giờ mình sẽ chạy qua cái chỗ máy tính để mình xem thử là cái gì ta, cái linh hồn bút ấy, linh hồn bút là bao nhiêu con bạ nha các bạn. Mình bật cái máy tính cái, trong thời gian đó thì mình vẫn chơi ăn bình thường nha, chơi ăn bình thường để lấy con bạ. Đây, Heroic Raven lab 24 rồi, các bạn thấy ghê chưa? 73 trên 83 con bạ. Ok, 73 trên y y nhầm nhầm bạn level 7 rồi là không nên cho ăn thêm nha các bạn. Rồi, 73 trên 83 con bạ. Rồi, yes. Tôi rất thích Dragon City. Dragon City cứ cho tôi nhân phẩm phẩm cao là được. Tôi rất thích luôn đấy. Rồi, ok. Và cái nick này của mình á thì là đã chơi rất là lâu rồi nên là nó không có bị cái tình trạng là khi mà ra màn hình chính đó các bạn, đôi khi là nó xuất hiện đột ngột, xuất hiện quảng cáo nha các bạn. Nên là nick này không không có bị. Rồi, 73 trên 83 con bạ và 2 phút hồi được một con bạ. Mình cứ cho anh đủ cái này đi rồi chúng ta sẽ làm gì đó tiếp theo sau nha. Ok. Cứ bình tĩnh và cho rồng ếch đất, cho rồng đất anh lên level 7 sau đó bán đất anh level 7 sau đó bán. Các bạn thấy hồi nãy cái phe nãy mình ghét không? Mình không ngờ mình hên hên vậy luôn các bạn. Mình đang thấy cái màu mình quá hên rồi. Cái cành cây thứ nhất bấp ra cành cây. Cái tiếp theo là ta cái lượt thứ tư mình nhận cái lai rồng bấp ra cành cây. Rồi, mình thấy cái nhân phẩm là khá cao rồi. Lập tức vào quay liền. Quay phát cái ra. Không ngờ mình hên vậy luôn các bạn ơi. Và trong cuộc đua Heroic này thì may mắn cũng là một điều mà ai cũng muốn có các bạn ạ. Và hôm nay ở cái video này thì mình nghĩ rằng may mắn của mình là quá cao rồi, quá cao luôn các bạn ơi. Và mình hy vọng này vòng là cái may mắn này nó có thể giữ cho đến đến khi khi nào mình nghỉ game thì thôi. Tham vọng phải lớn các bạn ạ. Chứ kêu mà may mắn này nó đến khi nào mình được đạt được level 50 thì ít quá đúng không? Tham vọng khi nào mình nghỉ game thì thôi. Rồi, ok. Tiếp tục là mình sẽ mua một vài trứng đất để chuẩn bị là cho anh nè. Bây giờ cho chú này anh lên. Đấy. Và trong cái quá trình mà các bạn cho rồng đất anh lên level 7 á thì các bạn cũng có thể là để dành lại để đặt qua cái môi trường bên kia, môi trường đất level 1 để cho nó kiếm vàng.
Ở cái môi trường đất level 1 đặt hai con rồng đất level 7 nó cũng thoải mái kiếm vàng được các bạn ạ. À, không có gì phải là đặt những cái con rồng mà xịn xà đâu đâu. Hai con rồng đất level 7 là đủ rồi, theo mình nghĩ là vậy. Rồi. À, theo dõi tình hình cái này. Bây giờ mới nhờ mất cái 24 à. Quá trình hơi căng rồi đây. Mất cái 24 à các bạn, phải tiếp tục tiếp tục cố gắng nào. Rồi, up 4 4 chú rồng đất ra nữa nè. Thường thì khi mà gặp cái bông đó các bạn, gặp cái bông đó, là mình up đầy đảo luôn. Mình up chừng nào đầy 5 môi trường ấy là mình ngồi mình bán hết một lần. Rồi bây giờ là nó bây giờ nó bây giờ nó ít á. Mình nhấn nhầm vào store rồi, xin lỗi các bạn nha. Phải nhấn vào cộng A nè. Rồi, trứng đất nè, cộng A nè. Ok, đợi xí nha. Mong các bạn ráng đợi nha. Kiên trì. Đua Heroic là phải kiên trì các bạn ạ. À. Tại vì nếu bây giờ mình có thể vào quay cái vòng quay may mắn nữa. Nhưng mà như thế thì phải nói là mạo hiểm. Quá mạo hiểm các bạn. Thà mình đợi 20 phút. Trong cái liên này chỉ đợi 20 phút thôi. Thì tại sao chúng ta không sẵn sàng đợi 20 phút nha? Tại vì cái nhiệm vụ cho rồng ăn cũng quá dễ dàng mà. Tất cả nhiệm vụ đều rất là dễ các bạn. Có mỗi cái nhiệm vụ file là khó thôi. Có nhiệm vụ file là chờ lâu thôi. Lúc đó là mới đáng skip vòng quay may mắn để quay. Đó, cái lúc đó mới là đáng nha các bạn. Còn lại tất cả các nhiệm vụ thì mình khuyên các bạn đừng nên chơi theo mình. Mình thì mình có khá nhiều game nên là mình chơi nó cũng đỡ hơn. Còn các bạn thì mình nghĩ là game nó cũng hạn hẹp, cũng ít ỏi. Nên mà chơi theo mình thì mình nghĩ là không ổn đâu nha các bạn. À, và cái này thì game game thì ở bên mình cái hỗ trợ bạn nào cần game thì cứ liên hệ mình nha. 650k ATM hoặc Momo là 1.700 game. Đấy, mua game giá rẻ các bạn ạ. À. Còn bạn nào không có ATM hoặc Momo thì gửi giúp mình là 700k Viettel cộng nick FB là sẽ cấp 1.700 game tha hồ đô Heris nha. Đấy. Rồi, áp mấy chú này ra. Ok, tiếp tục cho anh nào. À, về vấn đề game thì khỏi lo. Và sau cái cuộc đua Heroic này thì mình nghĩ là cái số game mình tốn có thể lên tới 3.000. Ủa sao ta? Sao mình đang chơi ăn ngon lành mà ta nó bị gì ta? À, nó bị tự nhiên nó bị lỗi và bây giờ reload lại thì nó đợi hơi lâu nha các bạn. Thôi bây giờ mình sẽ vào Facebook để xem cái vào Facebook để xem cái sự kiện Easter Egg nhé. Facebook đây, Facebook của mình đây các bạn. Rồi Facebook thì mình sẽ tiếp tục tìm kiếm thôi. Đây hồi đây Dragon City New đây các bạn. Dragon City New, nhấn vào chữ bài viết mà mình sẽ xem thử. Wow, sắp tới. À, để mình để ngang màn hình cho các bạn xem cho nó dễ. Đấy. Wow, mà ngang màn hình thấy nó hơi hơi khó chịu các bạn nhỉ. Sắp tới sẽ có con này các bạn. Wow, con này VIP mythic. Cầm cái t-shirt. Wow. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Mình hy vọng mình sẽ làm được. Và đây là thông tin sự kiện tiếp theo. À, thông tin sự kiện tiếp theo các bạn ạ. À. Mà cái đó mình chưa hiểu lắm. Đây, sự kiện chúng ta cần ở đây các bạn. Mình nhấn vào cái ảnh mà ta. Rồi, ngang qua rồi. Hy vọng màn hình không đen nha. Màn hình đen thì các bạn nhắn tin giúp mình nha. Rồi, ở đây thì sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 15 nha các bạn. Và trong sự kiện này các bạn có thể thu được tổng cộng là 7.400 con nha các bạn. 7.400 con. Đấy, đây là cái hướng dẫn của cái sự kiện này. Hướng dẫn sự kiện này. À, đây, những quả trứng. Này, con này đi 800. Con này đi 2.800. Con này đi 3.600. Con này đi 6.000. Game sự kiện có 7.000 mà con này đi hết 6.000 rồi. Căng nhờ. Con này đi 9.000. Phải thêm 2.000 con. Tức là các bạn phải xem video quảng cáo kịch liệt cộng với đánh quest các kiểu thì mới lấy nổi con này. Con này 5.800. Đấy. Vậy thì tại sao các bạn không để dành game để dành dành con để đi con này đúng không các bạn? 7.000 mà con này 6.000 thì thoải mái mà đi con này. Và trong con này thì có những cái này
Những cái này chính là những cái rương. Cái rương này có 150 gram trong đá. Vậy thì cái lời khuyên của mình là các bạn nên để dành con, chờ nó xuất hiện con Bunny Tower, là con rồng này nè, Bunny Tower the Dragon. Lúc đó các bạn hãy sử dụng hết số con các bạn để dành và chiến con này nha. Và chúc các bạn nhận được 250 game. Rồi, video đến đây là kết thúc. Chào tạm biệt các bạn nha.